Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Cái tô màu cho bức tranh cô tiên chibi này thì trước tiên mình sẽ tô màu tóc nha. Sau khi tô xong màu tóc thì mình sẽ tô màu da. Sau khi tô màu da thì mình sẽ tô màu mắt. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu quần áo. Tiếp theo là tô màu hồng nhạt. Tiếp theo là tô màu cánh. Tiếp theo là tô màu lá. Cuối cùng là mình sẽ dùng màu nước màu đen để tô lông mi nha.
cho bức tranh này rồi nha.